Dạ, chuyện Phật Hoàng. Dạ. Nam mô Bụt Hà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Ba Ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Xin đang chào quý vị. Bây giờ thì chúng tôi xin thay mặt Chư Tăng để truyền quý giới đến toàn thể quý vị trong đạo tràng. Bụt Hà Sa Năng Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Thẩm mang sa ran nang ga cha mi con đem mắt lòng thành kính xin quy y pháp. Sang khang sa ran nang ga cha mi con đem mắt lòng thành kính xin quy y tăng. Đụt yam pi put hang sa ran nang ga cha mi con đem mắt lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Đụt yam pi thẩm mang sa ran nang ga cha mi con đem mắt lòng thành kính xin quy y pháp lần thứ nhì. Đô ti giam ti sang khang sa năng ga cha mi con đem mất lòng thành kính xin vi y tăng lần thứ nhì. Ta ti giam ti put hang sa năng ga cha mi con đem mất lòng thành kính xin vi y Phật lần thứ ba. Ta ti giam ti thẩm mang sa năng ga cha mi con đem mất lòng thành kính xin vi y pháp lần thứ ba. Ta ti giam ti sang khang sa năng ga cha mi con đem mất lòng thành kính xin vi y tăng lần thứ ba. Bụt thân saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Thầm mang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sang khăn saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng. Tu thi yam pi bun thăng saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Tu thi yam pi tham mang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Tu thi yam pi sang khăng saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ nhì. Ta thi yam pi bun thăng saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Ta thi yam pi tham mang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Ta thi yam pi sang khăng saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba. Tỳ sarana kahanang pariponang, phép vị tam bảo tròn đủ cho các bấy nhiêu. Anapante, dạ chúng con xin vâng. Anatipata viramani sikhabadang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự sát sanh. Adina dana veramane sikhabadang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự trộm cắp. Abrahmacharya veramane sikhabadang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự thâm dâm. Musavada veramane sikhabadang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự nói dối. Suramerayamachapamadathana veramane sikhabadang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Vikala phocana veramane sikhabadang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự ăn sai giờ. Nacagita vadita viso kadasana mala ranta vile panatha ranamandana vipo sanatana veramane sikhabadang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự múa hát thổi kèn tường, xem múa hát nghe đờn kèn, trang điểm tho vật thơm dội phấn và đeo tràng hoa. Ôi cha sa jana maha sa jana veramane sikhabadang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là
quy tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Abramacharya Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Usawata Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surameera Yamachampamatanthana Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Vikalampochana Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn quá giờ. Natcha Tita Vatita Visukata sana malagata vilepana tharana mandana vikusanathana veramani sikapadang samadhiyami. Xin con giữ điều học là cố ý tránh xa sự múa hát, thổi kèn đờn, xem múa hát, nghe đờn kèn và trang điểm thoa vật thơm rồi phóng đeo tràng hoa. Uchasayana Mahasayana Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Imang Antha Gasa Manna Katang Puntham Panya Tang Uposatang Imang Charantin Imang Jatisawang Diwasang Samadeva Apirakitung Samadhiyami. Chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo, trọn đủ tám điều của Đức Phật đã giáo truyền hậu để vâng giữ hành theo cho được sự trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong ngày vị lai. Imane atasika badane upo satasi lavasi ne iman charate ne iman chadivasang satukang katoa akamade na ne kakalang samara kitapang chư thiện tinh sa kita thọ trì tam vi và bát quan trai giới nơi tam bảo các vân giữ cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui. Aman Pante, dạ chúng con xin vâng. Sĩ lê na sô gạch tình dành tế ca chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Sĩ lê na phô ca sâm ca đa ca chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Sĩ lê na nê phô tình dành tế ca chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Asma si lăng vi so ta dê bởi các cây nên cho quý vị đã thọ trì giới lực cho được trong sạch đừng thấy lâm nhờ. Untamang ghe na won đề hăng pa đa phan sự sa thư lần thai. Dạ con xin đọc sám hối. Untamang ghe na won đề hăng pa da pan sung va un ta mang pun the yo khali to do so pun tho ka ma tu tang ma mang un ta mang ge na wan de hang tham man ta du thang qua rang tham me yo khali to do so tham mo ka ma tu tang ma mang un ta mang ge na wan de hang sang khan cha du thong ta mang sang khe yo khali to do so sang kho ka ma tu tang ma mang. Dạ thưa chúng con xin thành kính thỉnh sư Đắc Trang chúc phúc cho hàng Phật tử chúng con.
con để chọn được đủ phước báo. Nam mô Bụt Tha Giá. Bhavatu sa pamangkalanga kanto samba devata sa papuata nupave na sada sati pavantu te bhavatu sa pamangkalanga kanto samba devata sa patamam nupave na sada sati pavantu te bhavatu sa pamangkalanga kanto samba devata sa pasankam nupave na sada sati pavantu te. Xa thứ lành thai, chúng con thành kính tri ân sư Pháp Trang đã truyền Tam Quy và Bát Quan Trai Giới cho hàng Phật tử chúng con và chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Nam mô Bụt Tha Giá. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, lòng vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, nguyên thuận tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu ô sinh. Y đằng nô nhá thi đằng hầu tự sư khi tà hồn tự nhà tay dù, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Y đằng watame pun nhân asawaka và ya hằng hầu tốt, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Với phần phước mà con đã tạo, con kính dâng đến chư tôn đức tăng và quý đạo hữu hôm nay, nguyện cầu tất cả quý ngài pháp kệ tháp thể kinh an đạo quả sớm viên thành. Y đằng nô phun nhân ni pa nasa pachayo hồ tướng, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để thành tựu niết bàn. Xa thứ lành thai. Dạ, thưa giờ lễ bái Tam Bảo đã hoàn mãn, con kính tri ân ngài Trí Đức, con kính tri ân sư Pháp Trang và quý cô tư nữ và đạo tràng. Bây giờ con xin được thỉnh pháp sư cho mời thầy kinh để dạy vì diệu pháp hôm nay. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bồn hàng, như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lô mộng đặng nhờ ánh sáng, chỗ hoa lành rải tán mùi hương, pháp màu ánh sáng phi thường, chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui, phạm thiên lòng kính thành cung thỉnh, Phật lặng thinh tỏ ý nhận lời, từ bi khai đạo độ đời, nhắm vườn lọc giả ngài giờ chân sang, chuyển pháp luân độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh dự phạm từ, đó là nhóm kiều trọng như, được nếm hương vị hữu dư niềm vàng, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giám vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hạnh còn lâu năm, cả tam giới thừa ân vỗ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp môi đàn tự bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được trí tri vẹn toàn. Chúng con thành kính thỉnh thầy kinh đăng đàn để hướng dẫn chúng con buổi học ngày hôm nay. Con kính chúc quý đạo hữu thính pháp được an vui. Con kính dâng mức đến thầy. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Ca Giá.
Dạ, kính lễ chư Tôn Đức Tăng Trung Trung. Chào quý sư cô, thân chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta trở lại buổi học về lộ tình tâm. Thì Đức học với xong cái lộ ý môn cận tử rồi quý vị. Kỳ này vô là lộ tục sinh, đúng không? Phải đúng vậy các ông. Alo. Rồi, học tới lộ tục sinh ha. Rồi, hôm nay chúng ta tiếp tục như vậy ha. Trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ tạm mọi tôn tắc. Arahang Samma Sambutto Phagawa Buddhang Phagawang Tăng Afiwa Đê Mi Swakato Phagawata Thammo Thammang Namassami Supatibano Phagavato Savakasangho Sankhan Namami Sama Sambuddhamatulang Sasatthammaganuttamang Apivadiyapasissang Apitammattasanghang. Con xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và chúng tăng cao quý. Chúng con sẽ nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Mạ Giác, Nam mô Sa Khả Giác. Rồi, kính thưa quý vị, hôm nay cũng như thường lệ ha, mình đọc Pali trước, tranh thủ mình liên tục thay phiên nhau đọc cho được nhiều phước báo và quan hỷ. Rồi sau đó đi vào bài học. Rồi, xin mời tất cả quý vị. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Mạ Giác, Nam mô Sang Khà Giác. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang cùng chư Tôn Đức, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào thầy kinh, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng xin đọc bài trước. Dạ, con xin đọc đoạn 1. Abana chawana ware bana vi phụ ta vi phụ ta phê đồ nát ti ta thà ta đà lầm ba núp bà đồ cha. Trong phương cách diễn tiến của chawana, abana tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối. Cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký na cảnh. Tát tha hi nhà na sầm ba yut ta ca ma wa cha ra cha wa na nang at thanh nang an nhà ta ras mình ba ri cầm mu ba cha ra nu lô ma gô ta phù na mê na cha tuất khát tùng tích khát tu mê qua hòa gia thác ca mặn ấp bát chích tòa ni rút thề ta đa nàn ta ra mê qua gia thà ra hằng cha tuất thằng bành cha mặn hòa chấp bì sa tí ma hát gia ta lô cút ta ra cha qua nề su gia thà phi ni hà ra wa sê na dằn kinh chí cha wa nằng ấp ba na quỳ thi mô ta ra ti ta tô ba rằng ấp ba na wa sa nê pha hoằng ga ba tô wa hồ ti. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám cha wa nát thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự ba hoặc bốn lần như chập tâm chuẩn bị ba ri cầm má cận hành u bá cha ra thuận thứ a nu lô má và chuyển tánh gô tra phù. Tức khắc sau khi những chập tâm này chấm dứt trong chập thứ tư hay thứ năm, tùy trường hợp bất luận tâm cha quá na nào trong 26 loại tâm cao thượng, thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền, tùy họ theo sự cố gắng thích ứng. Dạ, như vậy con đã đọc xong. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bớt bài. Con kính cảm ơn thầy.
Dạ con xin nhường mic cho người kế tiếp. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang. Con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Con xin kính chào thầy kinh. Con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc bài đoạn 2. Manut Dware Vithi Chittap Bhavatinayo. Tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Manut Dware Pana Yadi Vi Phu Ta Ma Lam Ba Năng A Pa Tham A Gat Chati Ta To Pa Răng Pha Hoàn Ga Cha La Na Manut Dware Quách Cha Na Cha Wa Na Qua Sa Ne Ta Đa Ram Mana Pa Ka Ni Pa Wat Tan Ti Ta To Pa Răng Pha Hoàn Ga Pa To A Vi Phu Tê Pa Na Lâm Pa Nê Cha Wa Na Wa Sa Nê Pha Quan Ga Pa Tô Wa Hồ Ti Na Thi Ta Đa Lâm Pa Núp Pa Đồ Ti. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi pháp. Khi chập phá quan gá dao động ý môn hướng tâm và chá quá ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá văn gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá văn gá sau khi luồng chá quá ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Quýt thi chít tà ni tì nê quá chít túp phà đà đa xê rì tà quýt thà Rê na pa nét thê ca chát ta lì sa vi pha qua dê a ya mét tha pa rít ta chao qua na qua rô. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của chá quá ná phụ. Appana vi thi chít tap bhavatina yo. Tiến trình tâm an chỉ. Tathaso manasasahaga ta chá quá ná nành ta rằng Appana phi so manasasahaga ta quá pa ti can khi tap ba Upekha sahagata chawa na nành ta rằng Upekha sahagata wa tathapi kusala chawa na nành ta rằng Kusala chawa nành che wa hết thiên mạnh chafala tayam mapheti kriya chawa na nành ta rằng kriya chawa nành Arahat ta lành cha áp thế ti. Ở đây tức khắc theo sau một cha quá ná với thọ hỷ, một cha quá ná áp phá nà sát na định với thọ hỷ áp sẽ khởi phát. Sau một cha quá ná đồng phát sanh với thọ xả, một cha quá ná áp phá nà liên hợp với thọ xả áp phát sinh. Ở đây cũng vậy. Cha Nhật Quỳnh xin một tín hiệu à. Alo. Dạ,
Thiền Hữu ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Nếu nghe được thì nhỉ? Mời Thiền Hữu cầm mic trở lại ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con xin đọc lại từ Grating ạ. Đoát tình xa su kha pun nhằm hà đoà đa sô bếch kha kha pha răng. Su khi ta quy gia tổ át tha cha xăm hồn chi u bếch kha kha. Sau tâm thiện có ba nhân tí hê tú cá liên hợp với thọ hỷ 32 loại tâm khởi phát. Bốn thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả 12 loại, một ngũ thiền sắc cộng bốn thiền vô sắc cộng bảy ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ 8 loại, bốn thiền duy tác sắc cộng bốn thiền a la hán quả. Và sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xả có 6 loại tâm, một ngũ thiền sắc cộng bốn thiền vô sắc cộng ngũ thiền a la hán quả. Pu thut cha na na sik kha năng kha ma pun nha ti he tu to ti he tu ka ma kri ya to vi ta ra ga năng áp pa na ayametha manut dua re vi thi chit tap pa wat ti na yo. Đối với hạng phàm nhân và hạ còn phải tu tập C khác, tâm quả Appana phát khởi. Sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương thức diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ, con đã đọc xong. Con có sai, con xin thầy sửa cho con và con xin lỗi, không biết mạng của con hôm nay bên này bị sao ạ. Dạ, con xin mời vị kế tiếp. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang. Con kính chào Thầy Kinh. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài ạ. Đoạn 1. Appana chawana wa re bana vi phù ta vi phù ta phê đồ na thi ta thà ta đà làm ba nốt bà đồ chắc. Trong phương cách diễn tiến của trá quá ná áp bá na tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký na cảnh. Tát tha hi nhà na sầm ba yut ta cà mà qua cha ra trao nà nằng áp thằng nằng ảnh nha ta ra mình. Ba ri cầm mu ba cha ra nu lô ma vô tra phù nà mê na cha túc khát tùng tích khát tu mê qua quà. Gia thắc ca mằng úp bách chít tòa ni rút thề ta đa nằn ta ra mê qua gia thà ra hằng. Cha tút thằng bành cha mằng quà chấp bì sa ti ma ha gắt. Ta lô cút ta ra cha qua nề su gia thà phi nì hà ra qua sề na dằng kình chi cha qua nằng ấp ba nà quỳ thi mồ ta ra ti ta tổ ba rằng ấp ba nà qua xà nề phá quần ga bà tổ qua hồ ti. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám trá quá ná thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự 3 hoặc 4 lần như chập tâm chuẩn bị, parikamma cận hành, upachara thuận thứ, anuloma và chuyển tánh, gotrapu. Tức khắc, sau khi những chập tâm này chấm dứt, trong chập thứ 4 hay thứ 5 tùy trường hợp, bất luận tâm trá quá ná nào trong 26 loại tâm cao thượng, thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền tùy hợp,
theo sự cố gắng thích ứng. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Dạ, con kính tri ân thầy. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, con xin xuống mic. Xin mời Hồng Mai ạ. Alo. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính những lễ sư Trí Đức. Kính đảnh lễ sư Pháp Trang. Kính chào thầy Kinh. Kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ. Đoạn 2. Mano đoà rê rì thí chí tắp pá quát tí na dồ. Tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Mano đoà rê pá na gia đi quý phù ta mà lầm bá nặng à bà thằng à gách chá tí. Ta tổ pá rằng phá hoàng gách chá lá na mano đoà rà quát chá na chá quá nà quá xà nề. Ta đà rằm má na. Xin lỗi đạo tràng. Ta đà rằm má na pa ca ni pa quát tàm tí. Ta tổ pa rằng pha hoàng gáp pa tổ á quý phù tề ta nà lầm bá nề. Cha quá nà quá xà nề pha hoàng gáp pa tổ quá hồ tí. Nát thi ta đà lầm pa núp pa đồ tí. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát. Khi chặt phá quan giá, dao động, ý môn hướng tâm và cháu quá ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá quan giá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quan giá, sau khi luồng cháu quá ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Nhất thiết chít tà mi tì nề quá chít túc tà đà đá xèm tà quýt thà lề nát phát nét thề các chất tà lì xá quý phà quá về a ya nét thá pa rít tá cha quá ná hòa rồ. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm, trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của chá quá ná phụ, appana, vi thi chí tắp pá quát tí na dồ, tiến trình tâm an chỉ. Tắp thá sô má ná sá sá há gá tá chá quá nàm tá rằng, appana tí, sô má ná sá sá há gá tà quá, và tí cần khí táp bà, ú bác khà sá há gá tá chá quá nàm tá rằng, ú bác khà sá há gá tà quá. Tát thà pi cú sa la cha wa na nam ta rằng cú sa la cha wa nam chề wa hết thi mạnh cha pha la ta ya mập tề tí khi già cha wa na nam ta rằng khi già cha wa nam a ra hát ta pha lành cha ấp tề tí. Ở đây tức khắc theo sau một cha wa na với thọ hỷ, một cha wa na ấp pa na sắc na định với thọ hỷ ắt sẽ khởi phát. Sau một chá quá na đồng phát sanh với thọ xã, một chá quá na ấp pa na liên hợp với thọ xã ắt phát sanh. Ở đây cũng vậy, một chá quá na ấp pa na thiện sẽ nói tiếp theo sau một chá quá na thiện, và trong trường hợp chứng ngộ samapatti sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một chá quá na hành sẽ có một chá quá na hành và quả a la hán nối tiếp. Đó tìm sa xuất khắp vùng nhầm hà đoà đa sô bách khắc cà ba rằng xuất khi ta kri giá tổ áp thác cha sầm phồn tí út bách khắc cà. Sau tâm thiện có ba nhân tí hê chút cá liên hợp với thọ hỷ 32 loại tâm khởi phát, 4 thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xã 12 loại, một ngũ thiện sắc cộng 4 thiện vô sắc cộng 7 ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ hỷ 8 loại, 4 thiền vi tác sắc cộng 4 thiền a la hán quả. Và sau tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ xã có 6 loại tâm, 1 ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng ngũ thiền a la hán quả. Vũ thuyết cha nà ná sắc khà năng ca má buồn nhà tí hề tú tồ tí hề tú cà mắc khí giá tồ vi ta là già nặng ấp ba nà a gia mét tha ma nồ đòa về vì thế chít tắp ba quát tí na dồ.
Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập sắc khá, tâm quả appana phát khởi. Sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ, con đã đọc xong, con kính tri ân thầy Kinh. À, kính cảm ơn Diệp Quỳnh đã post bài. Dạ, cảm ơn đạo tràng lắng nghe. Dạ, xin xuống mic ạ, xin nhường cho vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính lễ thầy Kinh, và con kính lễ quý bà quý cô tu nữ trong đạo tràng. Con kính chào đạo tràng và con cảm ơn đạo tràng đã cho mình tự biết làm thanh rõ. Và con xin đọc bài học hôm nay. Và đoạn 1: Appana chavana vare bana vi phu ta vi phu tập về đồ nati ta tha ta đà lâm ba núp ba đồ chá. Trong phương cách diễn tiến của chavana, appana tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cũng thế ấy không có tâm quả đăng ký na cảnh. Tất thả hi nhà na sầm ba yut ta ca ma wa cha ra cha wa na năng ách thành năng anh nhá ta ras min ba ri cầm mu ba cha ra nu lô ma go tra phu na mê na cha túc tùm tích khắc tu mê hoa hòa gia thạ thắc ca mằng ức bách chi tò ni ru thề ta đa nành ta ra mê hoa gia thà ra hằng cha tu thằng bành cha mằng hòa cha chấp phì sa ti ma hắc gắt gà ta lộ cút ta ra cha hoa nề Suyatha bình phi ni tha ra qua sề na dằng bình chi cha qua mằng áp ba na vì thi mô tá. Vì thế mô tá ra tí ta tô ba lăng áp ba na wa sa nề ba vang ga ba tô wa hồ tí. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám chavanas thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự ba hoặc bốn lần như chập tâm chuẩn bị, Parikamma cận hành, Upachara thuận thú, Anuloma và chuyển tánh, Gotrafu. Tức khắc sau khi những chập tâm này chấm dứt, trong chập thứ tư hay thứ năm, tùy trường hợp bất luận tâm cháu quá ná, nào trong 26 loại tâm cao thượng thiền, vì siêu thế nhập vào tiến trình thiền, tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Dạ, yeah. Con đã đọc bài xong, con đã sai, xin thầy kinh sửa lại giùm con. Dạ, yeah, cảm ơn Sydney Quỳnh đã post bài lên, và cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Bây giờ, từ kính mời đạo tràng tiếp tục lên đọc bài học hôm nay ạ. Nam Mô Bích Tha Giá. Nam Mô Bích Tha Giá. Và nguyên như con xin kính lãnh lễ Ngài Trí Đức, con xin kính lãnh lễ Sư Pháp Trang, và con xin kính lễ lại Thầy Kinh, và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin đọc bài ngày hôm nay đoạn 2 ạ.
Mano đoà rê quỳ thí chích tắp bá quách tí ná vô tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Mano đoà rê bá ná giá đi quý phù tá mà lầm bá năng a bà tha mà gách chá tí tá tù bá rằng phá hoàng gá chá la ná má nô đoà ra quách chá ná chá quá nà quá xà nề tá đà rầm bá ná cà bà cà ní bá quách tành tí tá tù bá rằng phá hoàng gá bà tù á quý phù tề bá nà lầm bá nề chá quá nà quá xà nề phá hoàng gá bà tù quá hồ tí nát tí tá đà lầm bá núp bà đồ tí. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát. Khi chập, phá quan gá dao động, ý môn hướng tâm và chá quá ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá quan gá. Trong trường hợp một đối tượng tối, có sự chìm biến vào phá quan gá, sau khi luồng chá quá ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Quýt thí chích tà lý tì nề, quá chích túc bà đà đá xề rí tà, quýt thà rề ná bá nét thề, cá chát tà lì, xá quý phà quá dề. A giá mét thá bá rít, tá chá quá ná hòa rồ. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau. Trong tiến trình tâm được dạy, sẽ được giải thích rằng, vào chi tiết có 41 loại ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của chá quá ná phụ. Appana quỳ thí chích tắp bá quách tí ná vô tiến trình tâm an chỉ. Dạ thưa cô Nhật Quỳnh, bố dạy giùm con lần nữa, con không có thấy gì hết ạ. À. Nó chỉ có một cái khoảng trống thôi cô. Dạ sao thưa cô? Bá nà chá quá ná hòa rề bá ná phí, quý phù tà quý phù tá phề đồ nắp thí tá thà tá đà lầm bá núp bà đồ chá. Tá thá hí nhà ná sầm bá dút tá cà mà quá chá rá chá quá nà nằng ách thành nằng ảnh. Nhá tá rás mình bá rí cầm, mú bá chà rà nú lồ má gồ trá phù nà mề ná chá túc khách tùng tí khách tùng. Ê quá qua chá thắt cà nằng út bách chích tòa ní rút thề ta đá nằng ta rằng ê quá giá thà ra hằng chá túc thằng bành chá mằng chà chấp bì xá tí má hắc gá ta lồ cút ta ra chá quá nề xú giá thà phí nì hà rá quá xề ná dằn kình chí chá quá nằng ấp bá nà quỳ thí mồ ta ra tí ta tù bá rằng ấp bá nà quá xà nề phá hoàng gá bà tù quá hồ tí. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám chá quá ná thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự 3 hoặc 4 lần như chập tâm chuẩn bị, parí cầm má, cận hành, Upachara, thuận thứ, Anuloma, chuyển tánh, Gotrafu, tức khắc sau những chập tâm này chấm dứt, trong chập thứ tư hay thứ năm tùy trường hợp, bất luận tâm chá quá ná nào trong 26 loại tâm cao thượng và siêu thế nhập vào tiến trình thiền, tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng.
Tathaso mana sasahaga chawana nan tarang appana piso mana sasahagata waba tikang khitap ba ubekha sahagata chawana nan tarang ubekha sahagata watattha bikusala chawana nan tarang kusala chawana je wahettiman chafalat taya map bề tí quý già cha quá nà nành ta rằng quý già cha quá nàng arahat ta pha lành cha áp bề tí. Ở đây tức khắc theo sau một cha quá ná với thọ hỷ, một cha quá ná áp ba nà với thọ hỷ ắt sẽ khởi phát, sau một cha quá ná đồng phát sanh với thọ xã, một cha quá ná áp ba nà liên hợp với thọ xã ắt phát sanh. Ở đây cũng vậy, một cha quá ná Appana thiện sẽ nối tiếp theo sau một Jawana thiện, và trong trường hợp chứng ngộ, Sammapatti sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một Jawana hành sẽ có một Jawana hành và quả A-la-hán nối tiếp. Dạ thưa cô, con hết thấy rồi cô ơi. Dạ, con cảm ơn cô. Toát tình sa su kha pun nhàn hà đòa đá sô bác khá cà bá rằng su khi ta quý giá tổ ách thá chá sầm phòn tí út bác khá cà bú thút chá nà ná xét khà nàng cà má pun nhà tí hệ tú tổ tí hệ tú cà má quý giá tổ quý tá ra gà nàng ấp bá nà á giá mét Thamano đòa rề quỳ thí chích tấp bá quát tí ná dù. Sau tâm thiện, có ba nhân tí hê tú cá liên hiệp với thọ hỷ, 32 loại tâm khởi phát. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xã, 12 loại. Sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ, 8 loại. Và sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xã, có 6 loại tâm. Một ngũ thiền sắc cộng bốn thiền phô sắc cộng ngũ thiền A-la-hán quả. Dạ đạo tràng, còn có nghe được âm thanh của con không ạ? Hôm nay cái room nó lạ quá. Có người nghe, có người không nghe. Dạ, như vậy con đã đọc xong rồi hả cô? Dạ. Dạ, sa thú, hình như là cái phần con xong. Con xin kính tri ân cô Nhật Quỳnh đã post bài. Con xin kính tri ân thầy Kinh. Dạ, con xin xuống mất ạ. Cái này, cái phone mới đó, cô Nhật Quỳnh con mới vừa bỏ vô đó, không biết sao nó kỳ vậy. Dạ. Như có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn. Dạ, cảm ơn Đạo Tràng. Mình như cài máy mới à, nó mới quá, nó không có thèm nghe, nó cũng không thèm thấy nữa, phải không quý vị? Dạ, không thèm nghe, cũng không thèm thấy nữa. Nhật Quỳnh bớt một câu hai lần luôn. Rồi lại nữa thì mình như đọc Nhật Quỳnh không biết như đọc khúc nào luôn để mà bớt luôn. Dạ, Thanh Hoàng nghe không được hả? Dạ, bởi vì Như Quỳnh cũng không biết là Nguyên Như đọc tới đoạn nào luôn mà Như Quỳnh mất hai lần luôn, bởi vì bỏ tay luôn. Vậy hả, Kim Dương cũng thấy vậy hả? Bởi vậy không biết sao nữa. Thầy cái đồ nó mới quá chắc. Nó không thèm giờ Banh Thoát, nhưng mà thật sự quý vị, Như Quỳnh thấy cái đường nét của Banh Thoát hôm nay nó lạ lắm. Dạ, lạ nên là nhiều vị nhắn với Nhật Quỳnh là không vào room được, mà Nhật Quỳnh kéo cũng không có vào được,
rồi Nhật Quỳnh đắm rùm rùm mở rùm đợi nên tội nghiệp thì Tina hôm nay đọc bài lộn tùm lum hết trơn. Dạ, thọ bát quan thì nói là thọ ngũ giới, xong rồi sư mới giờ sám hối sư chưa chúc phúc là Tina nói chúc phúc rồi, rồi làm lia rồi thỉnh pháp sư. Bởi vậy thành ra do cái đường banh thoát chứ không phải là đường truyền quý vị. Dạ, Nhật Quỳnh nghĩ do banh thoát nó có một chút trục trặc nên là nó đi chậm quá. Còn máy của Như Như thì xin quá, nó không có thèm vô banh thoát. Và bây giờ Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng ạ. À, mời quý vị, hồi nãy là bao nhiêu Nguyên Như bỏ hết hai đoạn, một đoạn Mali và một đoạn tiếng Việt. Bây giờ thì Nhật Quỳnh sẽ post lại đoạn đầu nha, Thanh Quang đọc nha. Dạ, không phải sám hối đâu, tại vì ai cũng vậy thôi. Tới nét nó rớt tới rớt lui là còn không, cái đầu mình nghĩ một đoạn mà cái miệng mình nói một nẻo, chuyện nó bình thường, tai nạn nghề nghiệp. Dạ, mời Thanh Quang. Dạ, con kính đỉnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính chào Thầy Kinh cùng kính chào quý đạo hữu ạ. Con kính chào các cô tu nữ. Con em xin chị bố bài cho em ạ. Đoạn 1. Appana cha quan na hòa rê pa na quy phụ ta quy phụ ta phê đồ na thi ta thà ta đà làm ba nô pa đồ cha. Trong phương cách diễn tiến của cha quan á Appana, tuyệt đối an trụ không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký na cảnh. Tát tha hi nhà na sam pa chút ta ca ma ra wa cha ra cha wa na wa na nang a tha nang anh nhà ta ra mình parika mu mu pa cha ra nu lô ma vô tra phu na mê na chắc cha túc khát tùm tích khát tùm mê quá quà gia tha cảm mang u pa chít tòa ni ru thề ta đa na ta đa nan. Con xin đọc lại chỗ này vì phút lên con nhìn bị trượt. Ta tha hi nhành nam pa chút ta ta ma qua cha ra cha qua na na nang a tha nang anh nhà ta ta ras mình pa ri ca mút pa cha ra nu lô ma gu cha phu ma na mê na cha tu kha tùng khát tùng ti khát tù mê hoa hoa gia tha ca măng u pa chát chít tòa ni rút thề ta ma nàn ta ra mê hoa gia tha ra hằng cha tút thằng thằng bạch cha tút thằng bạch cha măng cha hoa cha cha bì sa ti ma ha ga tổ Mahaga ta lo kutara cha wa ne su ja tha phi ni ha ra we se na yang king chi wa cha wa nang appa na wi thi mo ta ra ti ta tu pa rang appa appa na wa se wa pha wa pha hoàn ga pa tô qua hồ tí. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám cháo quán áo thuộc dục giới liên hợp với trí kiến với chi kiến khởi sanh theo thứ tự ba hoặc bốn lần như chặt tâm chuẩn bị parikama cận hành upachara thuận thứ anuloma và chuyển tánh gochafu, tức khắc ngay sau khi những chập tâm này chấm dứt trong chập tâm thứ tư hay thứ năm, tùy trường hợp bất luận tâm cha quán á nào trong 26 loại tâm cao thượng thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền, tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng.
Dạ con đã đọc xong ạ. Con có sai con xin thầy sửa cho con ạ. Con xin xuống mic, xin mời bạn ký tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sa Kha Giá. Con kính đảnh lễ tượng tổ trí đức Đại Đức Pháp Trang cùng chư tôn đức tăng. Kính chào thầy kinh ạ. Kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc đoạn 2. Dạ cảm ơn chị Meta, chị Vi Quỳnh, chị Vũ cho biết tín hiệu nghe rõ. Mano Doa Re Vì Thí Chích Tấp Phá Quáp Tí Ná Vô. Tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Mano Doa Re Bá Ná Chá Đí Vi Phù Tam Mà Lầm Bá Năng Ấp Ba Thần Ấp A Giác Chá Tí Tá Thù Ba Năng Ba Hoàng Gá Chá La Ná Mano Đò Ra Quá Chá Ná Chá Quá Ná Quá Xà Nề Ta Đà Rầm Má Ná Ba Cà Ní Ba Quách Tăng Tí Ta Tô Ba Năng Ba Hoàng Gá Ba Tô Á Vi Phù Tê Ba Nà Lầm Ba Nè Chá Quá Nà Quá Xà Nè Ba Hoàng Rá Ba Tô Quá Hồ Tí Nát Thí Ba Nà Lầm Ba Núp Ba Đồ Tí. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát khi chọc phá quan giá dao động, ý môn hướng tâm và chá quá nái chấm dứt, sau đó chìm biến vào báo con gá. Trong trường hợp mọi đối tượng tối có sự chìm biến vào báo con gá, sau khi luồng chá quan nái chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh, như thiết chiết tà nít tì nề quá chích túc bà đà đá sê rít tà huyết thà rề ná phá nét thề cá chát tà lý sát vi bà giác quá về ái gia mét thá ba rít tá cha quá ná hòa rồ. Ba phương cách và mười loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được giải sẽ được giải thích rằng và chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của cha quá ná phụ ấp ba nà vì thích chích tấp bá vách tí nái vô tiến trình tâm an chỉ tát thá sô má ná sa hắc sa há giá tá chá quá nà nằng ta rằng ấp ba nà bí sô má ná sa há giá tà quá bà tí cần khí tấp bà ô bích khà sa há giá tá chá quá nà nằng ta rằng Upekha Saha Gata Quá Tát Thà Bí Kusala Chávana Nằng Ta Rằng Kusala Chávana Kề Quá Hết Thích Thi Măng Chá Phá Lắc Ta Giá Mất Bề Tí Khí Già Chávana Nằng Ta Rằng Khí Già Chá Quá Nằng Á Ra Hắc Ta Pha Lằn Chá Ấp Bề Tí. Ở đây tức khắc sau một chá quá ná với thọ hỷ, một chá quá ná ấp ba nà sát na định với thọ hỷ ắt sẽ khởi phát, sau một chá quá ná đồng phát sanh với thọ xã, một chá quá ná ấp ba nà liên hợp với thọ xã ắt phát sanh. Ở đây cũng vậy, một chá quá ná ấp ba na thiện sẽ nối tiếp sau một chá quá ná thiện, và trong trường hợp chứng ngộ sa ma pháp tí sẽ tạo nhiên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một chá quá ná hành sẽ có một chá quá ná hành và quả a la hán nối tiếp. Đáp tìm xá su khá cùng nhằn hà
đoà đa sô bếch kha kha ba đăng su khít ta ri ya tô át thá cha sầm bọng tí u bếch kha kha sao tâm thiện có ba nhân đi hề tú tá liên hợp với thọ hỷ 32 loại tâm khởi phát 4 thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sao tâm thiện có ba nhân liên hợp với xả 12 loại, một ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc, 7 ngũ thiền siêu thế. Sao tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ 8 loại, 4 thiền vi tác sắc cộng 4 thiền A-la-hán quả. Và sao tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xả có 6 loại tâm, một ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng ngũ thiền A-la-hán quả. Uthuchana-na-se-kha-nang Kama-bunya-ti-he-tu-to Ti-he-tu-ka-ma-kri-ya-to-vi-ta-ra-ga-nang Appana Ayang-met-tha-ma-no-do-re Vi-thi-kip-tap-pa-wat-ti-na-yo. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập xê khá tâm quả ấp ba na phát khởi, sao tâm thiện có ba nhân thuộc kịp giới. Nhưng đối với những vị không còn tham ái là sao tâm hành thuộc kịp giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh và yêu. Dạ, cảm ơn chị Ngọc Quỳnh đã đáp bài ạ. Dạ, xin gửi mất lời cho Sikina. Con kính cảnh lễ Phan Hoa Tam Bảo, con kính lễ lễ quý sư quý cô trư nữ và con kính chào thầy kinh. Con xin phép được đọc bài. Đoạn 1. Appana Chavana Wa Re Phana Vi Phu Ta Vi Phu Tập Thế Tô Na Thi Tát Tha Tát Đà Lâm Bát Núp Và Đồ Chát. Trong phương cách diễn tiến của Chavana Appana, tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cũng thế ấy, không có tâm quả đăng ký, na cảnh. Tát Tha Hi Nhà Na Sam Pa Yut Ta Ka Ma Wa Cha Na Cha Cha Wa Na Nang At Thang Nang An Nya Ta Ras Min Parik Kam Muk Pa Cha Ra Nu Lo Ma Ko Tra Pu Na Me Na Cha Tut Tung Tik Kap Tùm mê vá hòa giác thà khách măng Úc bát trí tòa niệm rút thề tát đát nành tát rác mê vá giác thà ra hằng. Chắc tút thằng bành chắc măng hòa chắc bì sát tí mát gắt gắt tát lô cút tát rác chắc hòa nề xú Yat tha bi ni ha ra wa se na yang kim chi cha wa nang appa na vi thi mo ta ra ti ta tu pha rằng appa na wa sa ne phuan ga pa tu wa ho ti. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám cha wa na thuộc dục giới liên hợp với trí kiến khởi sanh theo thứ tự ba hoặc bốn lần như chập tâm chuẩn bị parikamma cẩn hành upacara thuận thứ anuloma và chuyển tánh kotrapu, tức khắc sau khi những chập tâm này chấm dứt, trong chập tâm thứ tư hay thứ năm tùy trường hợp, bất luận tâm chavana nào trong 26 loại tâm cao thượng thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Dạ, thưa con kính tri ân quý sư đạo tràng. Dạ, con cảm ơn.
Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ, Nhật Quỳnh không thấy ai đưa tay nên Nhật Quỳnh xin đưa tay được đọc ạ. Cảm ơn Kiều Nguyễn, cảm ơn đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nhật Quỳnh xin phép được đọc đoạn 2 ạ. Cảm ơn Châu Nguyễn. Manot quả Manot đò rề quỳ thi chích tập ba quát tina dơ. Tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Manot đò rề ba nóc gia đi quy phụ tâm mà lầm ba nặng ạ ba thằng ạ gác chất tí. Ta tờ ba răng phát quan gác chá lăn nạ Manot đò ra quát chân na cháu qua nào qua xa nề ta đà rằm mana bà ca ni ba quát tành tị ta tờ ba rằng phá hoàn các bà tờ a huy phụ tề mana làm man nề cháu qua nào qua xa nề phá hoàn các bà tờ bồ tị na thi ta đà làm man nức bà đơ tị. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát. Khi chặt phát quanh gá dao động, ý môn hướng tâm và chá quá ná chấm dứt. Sau đó chìm vào phát quanh gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phát quanh gá, sau khi luồng chá quá ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Vì thi chích tà ni tì nề với chích tấp bà đà ta xề đi tà vịt thà rề na phá quá nét thề cá chát tà tì sát quýt sa quý phà qua về a ya mát tha bá rít ta chan na Hòa rồ, ba phương cách và 12 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của Chá Quá Ná Phụ Ấp Ba Na Vì Thi Chích Tách Ba Quát Tí Na Dô tiến trình tâm A Kỷ. Tathasa manasasa hagatachawa nananta rằng appana biso manasasa hagata wa batikan hitappa hitappa ubhakha sahagatachawa nananta rằng ubhakha sahagata wa tatha Bikusatla Chawana nan ta rằng Kusala Chawana che qua hết thi mạnh Chapala tay ya mắt bề tí Kiriya Chawana nan ta rằng Kiriya Chawana Arahat tap phalan ya áp bề tí. Ở đây tức khắc theo một cha qua ná với thọ hỷ, một cha qua ná ấp ba na với thọ xả, một cha qua ná ấp ba na liên hợp với thọ xả ắt phát sanh. Ở đây cũng vậy, một cha qua ná ấp ba na thiện sẽ nối tiếp sau theo sau một cha qua ná thiện, và trong trường hợp chứng ngộ sam ma bát tí sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Nhà con xin sám hối với đạo tràng. Sau một cha quá ná hành sẽ có cha quá ná hành và quả a la hán nối tiếp.
Tơ quá tình sa su kha buồn nhằn hà đò đa sợ bác hát ca ba rằng sư kịch tát kỳ ri gia tờ át thái chắc xăm phần tí ấp phát khát ca sao tâm thiện có ba nhân tí hề tu ca liên hợp với thọ hỷ 32 loại tâm khởi phát 4 thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sáu tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả 12 loại. Một ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng 7 ngũ thiền siêu thế. Sáu tâm hành có ba nhân liên hiệp với thọ hỷ 8 loại. 4 thiền di tác sắc cộng 4 thiền A-la-hán quả. Và sáu tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xả có 6 loại tâm. Một ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng ngũ thiền A-la-hán quả. Bu thuốc cha nà nà sẽ sa khà năng ca ma buồn nhà tí hề tu tàu tí hề tu ca ma kì ri gia tàu vi ta gà vi ta ra gà năng áp ba nà a ya mát tham an nốt đò rề vi thi chích tắp ba quát tí nà dô. Đối với hạng phạm nhân và hạng còn phải tu tập xê khá tâm quả ba na, phải sao tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới. Nhưng đối với những vị không còn tham ái là sao tâm hành thuộc dục giới, đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Và bản chánh văn đã chấm hết. Con xin thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Bình, kính cảm ơn đạo tràng, kính cảm ơn thầy kinh, kính cảm ơn Châu Nguyễn. Dạ, kính mời quý vị tiếp tục ạ. Châu Nguyễn ơi, chưa nghe Châu Nguyễn ơi. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính lễ chư tôn đức tăng, con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu. Dạ cô Nhật Quỳnh, tại hồi nãy con biết sao nó bị chạm chứ con không có cầm mic đó cô. Con không có thấy ai giơ tay, con xin phép được đọc bài luôn ạ, để đỡ mất thời gian ạ. Con cảm ơn cô ạ. Đoạn 1. Appana chawa na wa re bana wi phu tau quy phù tà quy phù tá về đồ nát thí tá thà tá đà làm bá nấp bà đồ chá. Trong phân cách diễn tiến của Chawana Appana, tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký na cảnh. Tát thá hí nhà na sam bá yút tá cà ma quá chá ra Chawana na Athanang anyatarasmin parikam mubacha ranulo mago jafu name nachatukhatam tikhatume wawa yathak
ca mạng u pa chi tòa ni rút thề ta đa nàn ta ra mê quá giá thàng chặt tốt thàng bằng cha mạng quà cha vị sa tí ma hát gá ta lô cú ta ra cha quán quá nề su giá thà phi nì hà ra quá xê na dàn kinh chi cha quán nàng áp pa nà quỳ thi mô ta ra tí ta tô pa rằng áp pa nà quá xà nề pha quanh gá ba tô quá hù tí. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám Chawana thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự 3 hoặc 4 lần như chập tâm chuẩn bị, Parikamma, cận hành Upachara, thuần thứ Anuloma và chuyển tánh Gotrafu. Thức khắc sau khi những chập tâm này chấm dứt, trong chập thứ 4 hay thứ 5 tùy trường hợp, bất luận tâm tráo quán án nào trong 26 loại tâm cao thượng thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Dạ thưa, con đã đọc xong ạ. Dạ con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Con xin phép được xuống mic ạ. Con kính nhân mic lại cho đạo tràng. Sao hết. Dắt cho Nguyễn là cuối cùng ha. Room hôm nay hôm nay vui ha. Nguyên như giống như người cõi trên đọc tôm lum tà la. Đọc tôm lum. Còn Hồng Nhung sao? Hồng Nhung cứ giơ tay từ đầu mùa tới cuối mùa không biết làm chi mới nay. Thấy Hồng Kim thì Kim Nhung cứ giơ hoài. Giơ không biết mỗi tay luôn. Là cũng vui ha. Có nè, hiện tới giờ cũng còn nè. Không biết sao đến bên đây thấy hoài, thấy giơ tay hoài. Mấy ta thấy hả? Thấy tưởng đâu giơ tay hoài. Thôi, giờ ra chi nghe được rồi, kệ, nhìn thấy giơ tay cũng vui. Châu Nguyễn giờ cũng giơ hoài luôn nè. Rồi, mời một vị nào đó lên đọc cái bài từng rồi ha, lên trình bày cái bài từng rồi, để mình tiếp tục học ha. Ai tình nguyện vô tay đây. Rồi, mời Nguyễn Duy. Xà thú. Dạ, hôm nay con tưởng là có một mình máy con xì cút, ai ngờ máy thầy cũng xì cút. Lộ ý môn cận tử. Mano đoà rá. Má rá na sanh. Nhá quỳ thí. Có hai, một, sát na chót có na cảnh, rồi tử, A, động lực, na cảnh, hộ kiếp, tử tâm, B, động lực, na cảnh, tử tâm. Alo, hết nghe rồi, alo, có ai nghe không? Hình như hết nghe rồi, giờ chạy ra vô lại đó ha.
Mái này, mái hiệu là Quy Đăng, mái hiệu Quy Đăng đem ra nhúng nước vừa đại gia mà mua máy năm 2000, ta giờ năm 2020 mình còn xài máy năm 2000 để nhúng nước rồi mời nó lại. Alo, dạ thầy, sao nó cứ bị lọt ra lọt vô cho suốt ngày? Châu ơi, Châu đăng giùm Nguyên Như lại được không? Châu, Nguyên Như bị mất tiêu rồi. Sa thú. Dạ Nguyên Như không có thấy được Châu Nguyễn Boss chị ơi. Rồi thấy rồi, thấy rồi. Lộ ý môn cận tử. Má nô đoa ra. Rá má nà sành nhá quỳ thí. Có hai. Một. Sát na chót. Có na cảnh. Rồi tử. A. Động lực, na cảnh, hộ kiếp, tử tâm. B. Động lực, na cảnh, tử tâm. 2. Sát na chót động lực rồi tử. A nhỏ, động lực, hộ kiếp, tử tâm. Như vậy có tất cả 4 lộ ý môn cận tử. Lộ tâm, một sát na chót có na cảnh, có hộ kiếp hoặc không rồi tử. Ai nhỏ, hộ kiếp trúng động, hộ kiếp dứt dọc kháng ý môn, nằm trái quá ná, hai cảnh hộ kiếp tử. B nhỏ, hộ kiếp trúng động, hộ kiếp dứt dòng, kháng ý môn, nằm trái quá ná, hai na cảnh tử. Sát na có 8 sát na tâm khách, kháng ý môn, nằm trái quá ná và hai na cảnh. Thứ tâm có 32 thứ tâm khách, gồm có kháng ý môn, 12 tâm bất thiện, 8 tâm đại thiện, 11 na cảnh, gồm 3 tâm găng quan sát và 8 tâm đại quả thiện. Chặn thì có 3, gồm có kháng ý môn, chá quá ná và na cảnh. Cõi có 11 cõi dục giới, số 2, sát na chót động lực có hộ kiếp hoặc không rồi tử. A nhỏ, gồm có hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, kháng ý môn, nằm trái quá ná, hộ kiếp và tử. B nhỏ, gồm có hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, kháng ý nằm trái quá ná, tử. Sát na có 6 sát na tâm khách, kháng ý môn, nằm trái quá ná, thứ tâm có 21 thứ tâm khách,
kháng ý môn, 12 tâm bất thiện, 8 tâm đại thiện dục giới. Chẳng có hai, kháng ý môn, chá quá ná. Người có 7 hạng người, 4 phàm và 3 quả hữu học. Cõi có 30 cõi, trừ cõi vô tưởng. Vì chú, lộ cận tử không chỉ có một, mà trải qua hàng trăm hàng ngàn, thậm chí hàng triệu lộ. Lộ cận tử cuối cùng xuất hiện tử tâm, đến giai đoạn này mới quyết định đến cảnh giới tái sanh của chúng sanh ấy. Không có hộ kiếp vượt qua, vì cảnh thuộc danh pháp. Cảnh nghiệp cận tử nghiệp có 3 loại cảnh nghiệp. 1. Trọng nghiệp thành cảnh nghiệp, thiện bất thiện. 2. Thường nghiệp. Sa thú, dạ, con đã đọc bài xong, con xin nhân mít lại thầy ạ. À, sa thú, quờ quảng dữ, đọc quờ quảng quá, lẫn khẩn xuống, nghe rõ vậy không? Rồi, mình học xong cái lộ cận tử xong, bây giờ mới đi qua lộ tục sinh. Tử là qua tục sinh, đi liền liên tục nha. Giờ mình nay học lộ tục sinh. Lộ tâm tục sinh, hay chú vào. À, lộ tâm tục sinh. Và thí sanh thí huynh nhà nó quỳ thí, lộ tâm tục sinh. Lộ tâm nối tiếp sau lộ tử là lộ tâm tục sinh. Lộ tâm nối tiếp sau lộ tử là lộ tâm tục sinh. À, tức là người ta cho mình biết là khi mà mình tử là, thì sau khi tử có một cái lộ tâm nối tiếp liền đó, thì được định danh là lộ tâm tục sinh. À, cho mình biết rõ là nhờ hay chứ họ không có một cái sự gián đoạn từ cái tử mà cho tới tục sinh, không có sự gián đoạn, tức là không có một cái khoảng thời gian nào chờ đợi quay and see, chờ cảnh giới để tái tục, không có cái chuyện đó. Cái tâm mà nó sanh nó diệt liên tục, nó vô gián duyên ha, nó không có gián đoạn. Thành ra khi vừa sát ma tử xong rồi là tục sinh liền, thì cái lộ tâm sanh sau cái tử đó thì được gọi là lộ tâm tục sinh. Rồi xuống dòng ghi chữ bát thí sanh thí hai chấm, bát thí sanh thí. Bát thí sanh thí nghĩa là nối liền. Nối liền phải nối tiếp từ kiếp sống cũ sang kiếp sống mới. Nối liền, nối tiếp từ kiếp sống cũ sang kiếp sống mới. Đó, tức là từ cái chữ bát thí sanh thí này cho chúng ta biết là cái ý nghĩa của nó là nối liền, nối tiếp từ cái kiếp sống cũ, tức là từ cái sát na tử cuối cùng đó,
nói tiếp qua một kiếp sống mới, thì như vậy được gọi là Patisanh Thí. Được chưa? Rồi xuống dòng lộ tâm 2 chấm. Lộ tâm 2 chấm. Tử gạch hai chéo ha, tử cái gạch hai cái chéo là cái cũ á, cho mình biết là cái cũ ha. Tử tục sinh 14 hồ kiếp, rung động, giết dòng, kháng y môn, bảy động lực, hai na cảnh, hộ kiếp. Tử, tục sinh, 14 hộ kiếp, rung động, giết dòng, kháng y môn, bảy động lực, hai na cảnh, hộ kiếp. Đọc lại, tử, gạch chéo, hai chéo, tục sinh, 14 hộ kiếp, rung động, giết dòng, kháng y môn, bảy động lực, hai na cảnh, hộ kiếp. Tử tục sinh hộ kiếp cũng đồng vào cái bảy là rồi, đúng rồi, chính xác ha. Tức là sau khi sát na tử, là sau sát na tử diệt đi thì sát na tâm tục sinh sanh khởi liền, tức là một cái đời sống nói tiếp liền ha. Tục sinh xong là 14 hộ kiếp nói tiếp, rồi rung động nhất dòng cái môn, rồi bảy động lực sanh lên, rồi hai na cảnh, rồi mới hộ kiếp trở lại. Rồi đó là cái lộ tâm nó diễn tiến cho mình nắm được cái quy trình, nó là khi mà mình tái sanh trở lại nó sẽ đi như vậy. Rồi mình sẽ bắt đầu mình ghi chú những cái ý nghĩa của cái từng cái lộ tâm trên đây ha. Rồi ghi chú 2 chấm. Ghi chú. Rồi 14 hộ kiếp 2 chấm. Mười bốn hộ kiếp hai chấm. Sao tâm tục sinh cần phải có 14 hộ kiếp. Sao tâm tục sinh cần phải có 14 hộ kiếp để tăng cường sự vững chắc cho danh pháp. Để tăng cường sự vững chắc cho danh pháp và sắc y vật đủ mạnh. Sao tâm tục sinh cần có 14 hộ kiếp để tăng cường sự vững chắc cho danh pháp và sắc y vật đủ mạnh. Tức là ý nghĩa là khi mà tục sinh trở lại đó, thì sau đó là phải có 14 cái sắc na hộ kiếp liên tục như vậy để nó làm cho cái sự vững chắc của cái dòng tâm thức mới, cho cái danh pháp mới nó được vững chắc, nó được là tại vì bởi vì nó còn non quá, mới tục sinh là một đời sống mới thì cái tâm nó còn quá non và nó không thể làm những cái việc động lực hay là những cái việc khác được, cho nên nó phải có hộ kiếp, một loạt hộ kiếp để cho cái tâm bắt đầu nó trở nên vững chắc. Và ngay cả cái sắc cái vật sanh ngay lúc đó nó cũng đủ sức mạnh, đủ cái mà giống như cái già mạnh để mà nó giữ cho cái tâm được tồn tại, tâm được cái chỗ nương. Thì như vậy cái 14 hộ kiếp là nhiệm vụ của nó là như vậy, nó sanh lên là theo cái quy luật của cái tự nhiên, nó phải là như vậy. Giống như nít mình sanh ra là phải có được là lo lắng chăm sóc rồi kia, rồi từ từ nó mới đứng dậy đi được ha. Thì như thế nào khi mà tục sinh lại cũng vậy, mình là cái tâm nó phải có 14 hộ kiếp liên tục. Nếu không có vũ hồn kiếp này, cái tâm nó không chịu nổi, nó yếu, nó không có đủ sức để nó làm việc ha. Thì cho nên ý nghĩa của cái 14 hồn kiếp cho chúng ta được ý nghĩa một cách rõ ràng như vậy. Vì nắm được mà, alo rồi ha. Rồi bây giờ tới 7 động lực, 7 trang văn á. Đấy, cha quá ná. Hai chấm. Là động lực tham. Là động lực tham.
phải một cái. Có sách cho rằng phải là tham thọ hỷ. Có sách cho rằng phải là tham thọ hỷ. Tham thọ hỷ. Do vì hoan hỷ với kiếp sống mới. Do vì hoan hỷ với kiếp sống mới. Do vì hoan hỷ với kiếp sống mới. Cho dù là Bồ Tát Chánh Đẳng Giác tái sanh trong kiếp chót. Cho dù là Bồ Tát Chánh Đẳng Giác tái sanh trong kiếp phải. Tổng lực này cũng phải là tham. Tổng lực này cũng phải là tham. Vì nó chịu ảnh hưởng từ tâm tục sinh. Phải. Vì nó chịu ảnh hưởng từ tâm tục sinh. Phải. Tâm tục sinh bị thúc đẩy bởi vô minh tùy miên và ái tùy miên. Vô minh tùy miên, ái tùy miên. Rồi, gom lại nguyên câu cho nó rõ ràng ha. Bảy cái động lực ha. Thì với bảy cái động lực lúc mà cái đời sống mới bắt đầu thì ở đây cho chúng ta biết là bảy cái động lực này phải là tham tham. Và phải làm tham, mà có sách thì cũng xác định cho mình biết là phải là tham thọ hỷ. Bởi vì khi mà sách ra lời là do cái sự tham muốn đời sống quan hỷ với đời sống với một cái đời sống mới, cho dù là một vị Bồ Tát sắp tái sanh, Bồ Tát tái sanh làm chánh đẳng giác như vậy, cũng là bảy cái động lực đó phải là tham, phải tham hỷ. Đó là một giống như một cái quy luật của một cái đời sống của chúng sanh còn tục sinh. Khi mình còn tục sinh, đó lại là phải cho chịu ảnh hưởng từ cái đời sống mới, từ cái tâm tục sinh mới. Tâm tục sinh do ảnh hưởng từ trong cái đời sống quá khứ, do chính vì do mình còn vô minh, mình còn ái, thì nó mới cho tục sinh đó lại. Và do như vậy, xét cái lộ tâm sát na đầu tiên của bảy cái động tác, bảy cái sát na đầu tiên của động tác phải là tâm tham và là tâm tham thọ hỷ. Đây là một cái luận giải rất là hay và rất là rõ ràng ha, cho chúng ta biết là như vậy. Rồi chưa, có gì nắm được không? Alo, nắm được cái lý này không? Rồi ha. Dễ ha, dễ hiểu ha. Rồi xuống dòng na cảnh, giờ tới cái sắc na cảnh nè, na cảnh hai chấm, na cảnh. Lộ tâm tục sinh trong cõi dục giới đều phải có na cảnh, vì hai chấm, lộ tâm tục sinh trong cõi dục giới đều phải có na cảnh, vì a nhỏ dư hưởng của
của sự tham ái với cảnh dục mạnh, dư hưởng của sự tham ái với cảnh dục mạnh. B nhỏ, cảnh của lộ tục sinh là cảnh rõ, rất rõ. Cảnh của lộ tục sinh là cảnh rõ, rất rõ. C nhỏ, cảnh không rõ thì không sanh động lực. Cảnh không rõ thì không sanh động lực. Rồi, thì như vậy ở đây cái hai cái sắc na na cảnh nó sanh đó, xa trong cái lộ tâm tục sinh mà ở cõi dục giới thì đều phải có hai cái na cảnh này. Đối với lộ tâm tục sinh ở cõi dục giới phải có hai cái na cảnh này, bởi vì thứ nhất là do ảnh hưởng của cái sự tham ái, sự tham muốn cảnh dục, muốn tái sanh lại trong tương lai, do cái vô minh ái tự biên nó làm ha. Thì do dư hưởng của cái sự tham ái đó với cái cảnh mà về cảnh dục đó, nó mạnh. Nên là khi mạnh trở lại thì bảy cái động lực đó nó phải có hai na cảnh để mà nó hưởng dư tàn lại cái động lực đó. Và cảnh của lộ tục sinh luôn luôn là phải cảnh rõ hoặc là cảnh rất là rõ, chứ không thể nào là cảnh lờ mờ được. Và cảnh lờ mờ thì không thể sanh lên cái động lực được. Cho nên đây là lý do tại sao phải có hai cái na cảnh trong cõi dục giới. Đó là như vậy. Cảnh không rõ thì không sanh động lực luôn. Cảnh không rõ thì không sanh động lực. Rõ là cảnh tối, cảnh tối, cảnh mờ, cảnh tối. Được chưa? Quý vị nắm được chưa? Ghi kịp hết chưa? Alo. Rồi ha. Dễ ẩn ha, mày có gì khó ha. Có gì quên cho là dễ ủi phải không? Ok. Rồi, mô Phật. Rồi. Xuống dòng, sự chuyển kiếp, viết chữ to lên, sự chuyển kiếp. Là đây bắt đầu nói mình cái sự chuyển kiếp sống á, là từ kiếp sống này qua kiếp sống kia ha, là sự chuyển kiếp. Dòng 1. Cảnh vui sanh về cảnh khổ. Cảnh vui sanh về cảnh khổ. Tức là cái đầu tiên cho chúng ta biết là cái sự chuyển kiếp từ cảnh vui, tức là cảnh hạnh phúc, cảnh an nhàn như cảnh người chẳng hạn, là cảnh vui. Cõi trời là cảnh vui. Mà sanh về cảnh khổ, tức là sanh về bốn đường ác đạo. Là cảnh vui mà sanh về cảnh khổ. Rồi xuống dòng. Có ở bảy cõi vui dục giới. Có ở bảy cõi vui dục giới. Là đây cho chúng ta biết là có cái sự mà từ cảnh vui sanh về cảnh khổ, nó chỉ xuất hiện ở bảy cõi vui dục giới thôi nha quý vị. Cõi sắc giới, vô sắc giới là không có cái vấn đề này. Cõi sắc giới, cõi vô sắc giới khi mà tử tái sanh trở lại là trở về cõi vui dục giới lại, chứ không có đi xuống cảnh khổ. Chỉ có bảy cõi vui dục giới là mới sanh xuống cảnh khổ thôi. Ví dụ như làm trời, mấy ông trời ha, vì trời là phạm thiên, những chiêu thiên này chiêu thiên kia thì chết vẫn có thể tái sanh xuống cảnh khổ như thường. Hoặc là mình là người mình chết mình vẫn có thể tái sanh xuống cảnh khổ, nhưng mà những vị phạm thiên thì không có. Phạm thiên thì chết nếu mà có sanh xuống nữa xuống cõi người, hoặc là sanh làm những chiêu thiên thấp. Thì như vậy chỉ có ở bảy cõi vui dục giới. Đúng là cái đoạn mà đoạn là đoạn lâu lắm mà. Có bảy cõi vui dục giới. Hai chấm dần gạch đầu dòng. Tạo ác nghiệp khi lâm chung. Tạo ác nghiệp khi lâm chung.
ác nghiệp hay nghiệp tướng đó hiện bày qua ý môn, tạo ác nghiệp. Phải khi lâm chung, ác nghiệp hay nghiệp tướng đó hiện bày qua ý môn. À, tức là đây nói những cái ác nghiệp mà ví dụ như một người đó tạo ác nghiệp, thì khi giờ phút lâm chung ác nghiệp đó, ác nghiệp hay là cái nghiệp tướng của cái ác nghiệp đó nó xuất hiện, thì nó hiện bài qua ý môn. À, nó hiện bài qua ý môn. Rồi mình ghi lộ tâm hai chấm, lộ tâm hai chấm. Giờ ghi từ cái bắt từ kháng y môn nha, mấy cái kia khỏi ghi anh mất công ha. Kháng y môn, kháng y môn nằm trong cái ná bất thiện, hai na cảnh, tử, tục sinh. Tục sinh. Rồi, đó là cái lộ tâm nó diễn biến như thế nào, tức là kháng cái môn sanh lên là cái động lực bất thiện. Hiện bài rồi xong cái na cảnh là tử, tử xong tục sinh lại và nhận lại cái cảnh của cái nghiệp ác nghiệp tướng đó, anh sanh khởi. Rồi xuống dòng gạch đầu dòng. Tử tâm. Tử tâm và tâm tục sinh. Có cảnh thuộc quá khứ. Có cảnh thuộc quá khứ. Tử tâm và tâm tục sinh. Có cảnh thuộc quá khứ. À, tức là khi mà cái nó khởi lên cho cái này chúng ta để ý nha. Khi mà giờ phút chót cái tử tâm nó sanh khởi đó, thì cái thí dụ là nghiệp, nghiệp nó sanh khởi thì lúc đó tử tâm nó sẽ bắt cái cảnh đó. Bắt cảnh đó. À, bắt cái cảnh đó là cái cảnh mà trước khi chết, bắt cái cảnh đó là tử tâm nó bắt cảnh đó rồi tục sinh rồi, thì cái cảnh đó là cảnh của quá khứ, cảnh của cái đời trước, và cái tục sinh là đời mới, thì cảnh đó thuộc về cảnh quá khứ. Nếu đối với nghiệp hay là nghiệp tướng, tức là những cái ví dụ giờ phút lâm chung mà mình người đó mà sắp chết là thấy được cái nghiệp hay là cái nghiệp tướng, hoặc là thấy những cái hình tướng, những cái do nghiệp làm nó sanh khởi lúc đó, thì cái đó thuộc về cảnh của đời sống cũ. Và khi tục sinh nó lại thì cảnh đó, tâm tục sinh nó cũng bắt cái cảnh đó. À, nó bắt cái cảnh đó. Thì cảnh đó thuộc về cảnh quá khứ. À, do nghiệp hay là nghiệp tướng nó hiện bài qua ý môn. Tức là trong cái tâm, cái dòng tâm thức mà thuộc về ý môn của mình. À, thì như vậy nó bắt cảnh thuộc quá khứ. À, rồi, xuống dòng. Bắn cái bông vào dòng ha. Cảnh thú tướng. Cảnh thú tướng. Cảnh thú tướng và y môn, tử và tục sinh nhận cảnh hiện tại. Cảnh thú tướng của ấy môn, tử và tục sinh nhận cảnh hiện tại. Ví dụ cảnh thú tướng là cảnh mà ví dụ như đối với cái cảnh vui mà sanh sang cảnh khổ, thì đó sẽ thấy lửa địa ngục, hay thấy ngạ quỷ, hay thấy những loài thú dữ này kia nọ. À, thì cái cảnh đó, đó nó hiện bày ở ấy môn mình, và nó làm cảnh cho tử và tục sinh liền cái đời sống đó. Thì khi tục sinh lại thì cái cảnh hiện tại nó vẫn là cái cảnh đó, nó vẫn là cái cảnh của cái hiện tại đó. À, đang sống trong cái đời sống đó, cái tâm tục sinh nó đang sống trong cái cảnh đó. À, thì như vậy cái cảnh thú tướng này là phải là những cái cảnh là hiện tại ngay trong cái đời sống mới luôn. À, thì như vậy là cảnh thú tướng thuộc về hiện tại.
Rồi cảnh nghiệp, xuống dòng cảnh nghiệp tướng qua năm môn. Cảnh nghiệp tướng qua năm môn. Cảnh thú tôi chưa hiểu hả? Tức là khi mà tới giờ phút cuối cùng tử thì bắt đầu nó hiện lên cái cảnh, cái cảnh mà cái cảnh giới mà tái sanh đó. Nó hiện lên cảnh giới tái sanh. Và cái tử rồi tục sinh lên cũng là cảnh giới tái sanh luôn, cũng là giống hệt một cảnh luôn, mà cái thì cái cảnh đó là cái cảnh ngay trong hiện tại. Tức là người đó phải, chúng sanh đó phải sống trong cái cảnh đó ngay hiện tại luôn. Tức là tử tục sinh bắt ngay cái cảnh hiện tại. Cái cảnh mà sẽ sống tử là phải có ngay đó, tục sinh phải có luôn. Vì như vậy ta nói là cái tục sinh lúc đó là nhận cảnh hiện tại, bắt được cái cảnh đó là cảnh hiện tại ngay trong cái đời sống đó. Là cái tâm tục sinh là thuộc về cảnh thú hiện tại, tức là ví dụ như địa ngục là cảnh đó là đang sống nó luôn, thuộc về cảnh hiện tại luôn. Chắc là bắt ngay cảnh hiện tại luôn. Được chưa? Nắm được chưa? Rồi bây giờ tới cảnh nghiệp tướng qua năm môn. Cảnh nghiệp tướng qua năm môn. Hai chấm tử tục sinh, tử rồi tục sinh lại là cảnh hiện tại, tử tục sinh là cảnh hiện tại. Tử tục sinh là cảnh hiện tại. À, bởi vì cái này khó hiểu chút xíu ha. Khi mà cái cảnh mà nó hiện vào một trong năm cái cửa của mình á, ví dụ như cửa mắt, cửa tai, cửa mũi, cửa lưỡi, cửa thân, nó năm cái cửa năm môn á, nó hiện lên. Ví dụ như mình thấy cái cảnh trước mắt, mình thấy được một cái cảnh giới địa ngục chẳng hạn, ta thấy được cảnh đó nó hiện lên trong trong năm môn, hoặc là ta thấy được những cái cảnh mà do cái nghiệp tướng, do cái nghiệp tướng nó phát sinh, như thấy con dao hay là thấy những cái đồ dùng mà để mà sát hại, hoặc là mình làm những cái nghiệp gì đó nó hiện lên cái nghiệp tướng đó, thì cái cảnh nghiệp tướng đó nó phát sinh, nó hiện lên qua mắt thấy được đó. Thì khi mà nó hiện lên vậy đó, nó trải qua 16 sắc na tâm của cái lộ cận tử đó, lộ cận tử đó cái nó sanh diệt liên tục 16 sắc na tâm. Khi nó sanh 16 sắc na tâm, thì khi nó sanh 16 sắc na tâm như vậy đó, thì đến lúc mà nó tử thì nó mới có 16, nó còn dư một sắc na, nó còn dư một sắc na. Tại vì một cái sắc pháp sanh diệt là nó phải 17 sắc na tâm, thì như vậy cái cảnh mà nó hiện lên 100 năm môn nó bị dư một cái, dư một sắc na, thành ra nó phải thêm một cái nữa là bước qua sắc na tục sinh đó lại. Thì cái cảnh đó nó qua luôn, sắc na tục sinh luôn, thì nó thuộc về cảnh hiện tại. Tục sinh là cảnh hiện tại. Thì mình có thể hiểu rằng khi mà giờ có thể ghi đi, đọc cho ghi cái này cho nó rõ ràng, hơi khó chứ không? Cảnh hiện vào một trong năm môn. Cảnh hiện vào một trong năm môn. Phải. Trải qua 16 sát na tâm của lộ cận tử. Trải qua 16 sát na tâm của lộ cận tử. Cảnh khi ấy còn tuổi thọ một sát na tâm. Cảnh khi ấy còn tuổi thọ một sát na tâm. Phải. Tâm tái tục sanh lên, nhận lấy cảnh khổ nghiệp tướng này. Tâm tái tục sanh lên, nhận lấy cảnh khổ nghiệp tướng này. Chấm.
Rồi như vậy là khi mà cái cảnh nó hiện lên một trong năm môn, ví dụ như cảnh sắc hiện lên một trong năm môn, thì cái lộ tâm nó trải qua 16 sắc na tâm, của lộ cảnh tử trải qua 16 sắc na tâm, hộ kiếp rung động, hộ kiếp dứt dòng, hộ kiếp vừa qua rung động dứt dòng là ba sắc na hộ kiếp ha. Rồi bên kháng ngũ môn là kháng ngũ môn là 4, một cái thức như ngũ sông thức chẳng hạn là 5, một tiếp thâu là 6, một quan sát là 7, một xác định là 8, 5 động lực là 13, 2 lai cảnh là 15, và tử tâm là 16, thì nó mới có 16 thôi. Thì giờ mình ghi 16 sắc na tâm này luôn nè. 3 sắc na hộ kiếp, và hộ kiếp vừa qua rung động dứt dòng, 3 cái ha, hộ kiếp vừa qua rung động dứt dòng là 3 sắc na hộ kiếp ạ. Hộ kiếp vừa qua rung động dứt dòng. Hộ kiếp vừa qua chữ V, rung động chữ R, dứt dòng chữ D. Rồi, kháng ngũ môn. Kháng ngũ môn. K, N, kháng ngũ môn. Ngũ sông thức. Nói ngũ sông thức là mình phải hiểu là một trong năm thức ha. Ngũ sông thức. Tiếp thâu, quan sát, xác định, xác định hay là kháng ý môn á, xác định hay là đoán định. Năm động lực, hai na cảnh, tử tâm. Rồi như vậy là cảnh nó bắt đầu, nó lộ tâm nó đi, chúng ta thấy là ba sắc na hộ kiếp là 3 ha, kháng ngũ môn là 4, ngũ sân thức là 5, tiếp thâu là 6, quan sát là 7, đoán định là 8, năm động lực là 13, hai lai cảnh là 15, một tử tâm là 16, là thiếu một cái. Thì khi đó nó dư một sắc na, nó nhảy qua sắc na tái tục, nhập chung cho luôn. Thì như vậy, cái tâm tái tục nó lên, nó bắt lấy cái cảnh nghiệp tướng luôn. Thì như vậy, đây là tử cảnh hiện tại, tục sinh cũng cảnh hiện tại luôn. Hai cái nó cùng một cảnh với nhau. Cho nên trong một cái lộ tử tâm nó nhanh như vậy mà chúng ta thấy là cái sự mà diễn tiến của nó rất là kinh khiếp ha. Thì mình thấy là cái vấn đề từ cái cảnh này sang cảnh kia nó đi theo một lộ tự tâm nó như vậy. Vì nắm được mà. Alo. Rồi ha. Rồi những dòng mình cái bông nội dòng cái nữa. Đánh cái bông nội dòng cũng trong trường hợp này. Nếu có sen hộ kiếp rồi tử thì nếu có sen hộ kiếp rồi tử thì hai chấm. Tử cảnh hiện tại phải tục sinh cảnh quá khứ. Tử cảnh hiện tại tục sinh cảnh quá khứ vì đủ 17 sắc na. Cũng trong trường hợp này nếu có hộ kiếp sen do thì tử là cảnh hiện tại tục sinh cảnh quá khứ. Rồi, tức là khi mà tử thì cái cảnh nó sanh khởi, lúc trong cái lộ tâm đó là cảnh sắc nó sanh khởi liên tục như vậy, trong 17 sắc na tâm đến tử là vừa đúng lúc là cái cảnh sắc nó cũng diệt luôn. Thì cái cảnh nó thuộc về, đối với cái tử đó, thuộc về cảnh hiện tại, nhưng mà qua sắc na tâm tục sinh là cảnh quá khứ rồi, nó bắt lại cái cảnh đó thuộc về cảnh quá khứ. Cho nên trường hợp này nếu mà có hộ kiếp nó sanh vô thì nó vừa đủ 17 sắc na là
cho chúng ta biết là cái cảnh thuộc về cảnh quá khứ. Khi mà tục sinh nó loại cảnh, nó thuộc về cảnh bắt cảnh quá khứ không? Rồi, nắm được hết không quý vị? Alo, rồi nếu được còn đi tiếp. Đi tiếp một cái nữa rồi nghỉ. Được không? Hơi khó hiểu chứ mà. Nó chi tiết. Đúng ra mấy phần này là cũng cắt bỏ bớt thôi, nhưng mà thấy uổng quá, để cho quý vị học kệ, biết được nghe biết nắm được được nắm rồi thêm cái nữa thôi, rồi một tuần sau học tiếp. Số 2 là cảnh khổ, sanh cảnh khổ. Tử sẽ hiểu hả? Tử lấy gì hiểu nữa. Tử hết biết lấy gì hiểu. Cảnh khổ, sanh cảnh khổ. Về báo lại là thuận lợi siêu đó nha. Rồi thuận lợi là chư thiên thứ dữ, là thứ dữ mới nhớ lại được mình cảnh cảnh cận tử như thế nào. Dữ quá, Nhung dữ quá, con Nhung mày. Rồi xuống dòng. Từ cảnh khổ này sanh sang cảnh khổ khác. Từ cảnh khổ này sanh sang cảnh khổ khác. Do nghiệp quá nặng. Phải. Từ cảnh khổ này sanh sang cảnh khổ khác. Do nghiệp quá nặng. Phải. Tích lũy quá nhiều ác nghiệp. Tích lũy quá nhiều ác nghiệp. Cầm xuống dòng. Địa ngục sanh qua ngạ quỷ. Phải. Ngạ quỷ sanh qua thú. Chấm 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 chấm. Địa ngục sanh qua ngạ quỷ. Ngạ quỷ sanh qua thú. Chấm chấm. Tức là ví dụ người mà ta sao bị sanh xuống địa ngục, sao chết địa ngục, thay vì được sanh cõi trên không lơ được, mà sanh lại qua mới làm mấy quỷ tiếp, quỷ đói tiếp, quỷ đói rồi sao cái nghiệp nặng quá, sanh qua làm thú này thú kia, sanh trở lại địa ngục, sanh ngạ quỷ, đi vòng 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 cái cảnh khổ sang cảnh khổ không? Thì nó mình bởi vì mới thấy cái luân hồi là nghe đọc thôi mình thấy mình chỉ dùng sở tưởng mình tưởng rồi thấy nổi da gà đây, ghê quá cái cảnh này. Quý vị đọc mấy cái kinh mà ngạ quỷ sự kia là thấy nghe thấy bất ớn kinh khiếp. Rồi nếu là cảnh nghiệp, cảnh nghiệp tướng, nếu là cảnh nghiệp tướng xuất hiện ở ý môn trong thời cận tử, phải. Nếu là cảnh nghiệp tướng xuất hiện ở ý môn trong thời cận tử, phải. Chúng sanh này tử cảnh quá khứ, tục sinh cảnh quá khứ. Đối với cảnh nghiệp hay là cảnh nghiệp tướng, tức là những cái cảnh giờ phút chót cái nghiệp nó bắt sanh, hoặc là nghiệp tướng nó bắt sanh trong cái lộ cận tử, thì lúc đó cái tử thuộc về cảnh là cảnh quá khứ, và tục sinh cũng bắt lại cái cảnh nghiệp nghiệp tướng đó thuộc về quá khứ luôn. Nó nghiệp quá khứ mà, thì là tục sinh cũng cảnh quá khứ. Tự cảnh quá khứ, tục sinh cảnh quá khứ. Được chưa? Đi kịp chưa? Alo. Rồi
rồi, nếu cảnh thú tướng xuất hiện ở ý môn của lộ cận tử sẽ là hai chấm. Nếu cảnh thú tướng xuất hiện ở ý môn của lộ cận tử sẽ là hai chấm. Rồi, tử cảnh hiện tại, tục sinh cảnh hiện tại. Nếu cảnh thú tướng xuất hiện ở ý môn của lộ cận tử, thì sẽ là tử cảnh hiện tại, tục sinh cảnh hiện tại. À, bởi vì đó là cái cảnh giới để mà tái sanh vào, thì nó sẽ kéo dài luôn từ tử cho tới qua tục sinh luôn. À, thì như vậy cảnh đó thuộc về cảnh hiện tại. Ví dụ mà thấy cảnh địa ngục thì nó kéo dài trong cái lộ định tâm đó, từ cái lộ cận tử nó kéo dài qua tới cái tục sinh hiện tại luôn, cái cũng là cái cảnh đó luôn. À, thì như vậy là cảnh thú tướng nó thuộc về từ hiện tại, từ tử tục sinh thuộc về cảnh hiện tại. Rồi nếu cảnh nghiệp tướng xuất hiện mà ở một trong năm môn của lộ cận tử thì hai chấm. Nếu cảnh nghiệp tướng xuất hiện ở một trong năm môn của lộ cận tử thì hai chấm. Thì tử cảnh hiện tại, tục sinh cảnh hiện tại, tử cảnh hiện tại, tục sinh cảnh hiện tại, phải hay tục sinh cảnh quá khứ nếu cảnh đồng diệt với tâm tử, hay tục sinh cảnh quá khứ nếu cảnh đồng diệt với tâm tử. Rồi, trong cái này chúng ta thấy là đối với nghiệp tướng nó xuất hiện một trong năm môn thì nó thuộc về lộ ngũ. Lộ ngũ là thuộc về sắc thinh khí vị xúc, cảnh là sắc thinh khí vị xúc. Thì như vậy, khi mà nó xuất hiện như vậy thì chúng ta như đã được biết là nó trình bày cho chúng biết là lộ cận tử. Thì nếu mà nó có 16 sắc na thì tử là cũng là cảnh hiện tại, và qua tục sinh cũng là cảnh hiện tại luôn. Nhưng mà nếu mà đủ có hậu kiếp vô, nó đủ 17 sắc na tâm thì là tử cảnh quá khứ, cảnh hiện tại, nhưng mà tục sinh là cảnh quá khứ. À, bởi vì nếu mà cảnh nó diệt đồng diệt với tâm tử thì là đủ 17 sắc na tâm. À, cho chúng ta thấy là cái sự diễn tiến cái cảnh mà nó sẽ phân tích cho mình biết là như thế nào gọi là quá khứ, như thế nào là hiện tại. À, trong cái nghiệp cảnh, nghiệp cảnh nghiệp tướng. À, hai cái này nó xuất hiện ở ý môn, tức là trong cái đầu mình á, nó khởi lên. Ví dụ như mình làm một nghiệp ác gì đó thì giờ phút chót thì nó hiện bài lên. À, mình sát sanh hay mình trộm cướp hay là mình làm cái gì đó nói láo nói xạo vậy đó, thì lúc đó cảnh nghiệp nó sanh khởi ở ý môn. À, hoặc là cảnh nghiệp tướng, tức là những cái hình ảnh của cái việc làm xuất hiện ý môn trong cái thời cận tử đó đó. À, trong cái thời cận tử đó, thì chúng sanh này tử, khi mà tử là cái cảnh đó, cái cảnh của nghiệp nghiệp tướng là những cái cảnh mà đã làm, mình đã từng làm trong quá khứ. À, trong cái đời sống trước thì lúc đó nó sanh lên giờ phút cuối cùng cận tử, thì cảnh này thuộc về cảnh quá khứ, và khi nó tục sinh trở lại cũng là cảnh quá khứ. À, bắt về cảnh quá khứ đó, bởi vì cảnh nghiệp nghiệp tướng. Nhưng mà nếu mà là cảnh thú tướng thì nó khác. Cảnh thú tướng thì nó xuất hiện, nó không có đơn giản như mình nghe, nó xuất hiện qua ý môn lậu cận tử. Thì tử ở cảnh hiện tại, tục sinh ở cảnh hiện tại.
Tức là cái cảnh giới nó sẽ liên hiện bài cho mình thấy là ngay lộ cận tử và bước qua tục sinh luôn, cũng là cái cảnh đó. Thì cái cảnh thú tướng xuất hiện chẳng hạn như thấy địa ngục hay là thấy ngạ quỷ Atula, thì qua từ cái lộ tâm tục sinh tử cho tới tục sinh nó cũng là cảnh đó luôn. Thì như vậy nếu là cảnh thú tướng mà nó xuất hiện ở ý môn mình thấy trong đầu mình lộ cận tử như vậy thì tục sinh nó cũng là như vậy luôn. Vì vậy là cảnh hiện tại và tục sinh hiện tại, tử hiện tại, tục sinh hiện tại. Nhưng mà nếu là nghiệp tướng mà nó xuất hiện, tức là cái những cái hình ảnh này kia nọ nó xuất hiện trong cái lộ ngũ môn mình, trong mắt tai mũi lưỡi thân nó xuất hiện á, ví dụ như mình thấy hoặc là mình nghe hoặc là mình có cái sự mà xúc chạm nơi thân như thế nào đó, những cái nghiệp tướng nó phát sinh á, một trong năm môn thì cái lộ cận tử nó sẽ là hiện tại, tục sinh tử hiện tại và tục sinh là cảnh hiện tại. Ở đây bởi vì nó liên hệ đến cái lộ sắc, sắc pháp nó sanh khởi, mỗi một cái sắc na tâm, mỗi một cái lộ trình tâm sanh khởi là 17 sắc na tâm, thì một cái đoạn sắc nó sanh khởi nó mới diệt mất được, nó mới chết được. Thì như vậy nếu mà nó chỉ có 16 sắc na thôi thì cái nghiệp tướng này trong cái lộ ngũ môn mình đó, thì cái tử là cảnh hiện tại mà tục sinh cũng là cảnh hiện tại luôn, bởi vì cái tâm tục sinh nó sanh khởi thêm vô nữa để đủ 17 sắc na. Thì như vậy cái lộ tâm 16 sắc na chưa đủ để mà nó diệt cái sắc pháp, cho nên một sắc na tục sinh cho lên cũng bắt cái cảnh đó luôn. Thì như vậy liên tục như vậy thì tử cảnh hiện tại, tục sinh cảnh hiện tại. Nhưng mà nếu mà cái lộ tâm tử nó đủ 17 sắc na tâm á, thì cái tử cái lộ sắc nó sanh khởi tới đó nó cũng dứt luôn, nó dứt. Thì nó dứt thì cái làm còn dư hưởng lại thì cái tâm tục sinh nó sẽ bắt cái cảnh dư hưởng, bắt cảnh cũ đó. Thì như vậy là tục sinh nó sẽ bắt cảnh quá khứ. Cho em thấy những cái vấn đề mình học mình sẽ thấy nó làm cho cái trí tuệ mình nó động động não của mình sẽ có một cái tư duy nó sâu sắc, càng lúc chúng ta sẽ thấy nó rất là sâu sắc, rất là nhạy bén. Mà mình học những cái này thì cái tâm mình nó sẽ rất là nhạy bén, nó đem đến chúng ta rất là nhiều cái lợi lạc. Không phải đơn giản là mình biết thường đâu, mà nó sẽ giúp cho cái sự mà tư duy của mình đó, càng lúc nó càng sâu sắc, càng lúc nó càng là sắc bén hơn, nó đem đến cho mình rất là tuyệt vời. Thì rồi hôm nay là chúng ta sẽ học đến đây, tức là cảnh khổ sang cảnh khổ ha. Rồi kỳ tới chúng ta sẽ đi vô số 3 là cảnh khổ sang cảnh vui. Rồi giờ này hỏi nữa, trời, thú tướng là cái cảnh giới tái sanh, thú cảnh thú sanh thú, ví dụ như cảnh cõi trời, cảnh địa ngục, cảnh này kia nó hiện là thú tướng. Nhưng mà cảnh nghiệp tướng là cái cảnh của cái mình làm, ví dụ như người mà, ví dụ như giờ ví dụ một thằng mà nó đầu tể nó giết heo đi, nó dùng dao nó cắt cổ heo rồi đó, nó cắt cổ heo thì giờ phút lâm chung cái nghiệp tướng nó sanh khởi, tức là nó sẽ thấy con heo, thấy cái dao hay chậu nước gì nó hiện bài lên đó. Thì cái đó là nghiệp tướng. Nó khác với thú tướng là cái cảnh giới tái sanh vào, thú tướng là cái ví dụ như thấy cái địa ngục thì là cảnh thú tướng, hoặc thấy cõi trời, hoặc thấy cái cõi nơi chúng sanh Atula ngạ quỷ nó sống, thì đó là thú tướng. Có gì mình nắm được chưa? Cái nghiệp tướng là khác, nghiệp tướng là cái hình tướng của cái nghiệp mình làm. Nhưng người mà thường xuyên hay là làm những việc phước thiện, cúng dường trai tăng, dân cho chùa bông hoa, làm những việc phước thiện, thì giờ chốt cái nó hiện lên những hình tướng đó, do những phước thiện mình làm, do những nghiệp thiện mình làm, nó hiện ra hình tướng. Thì như vậy nó gọi là nghiệp tướng. Còn cái thú tướng là cái cảnh giới mình tái sanh vô. Ví dụ như mình ở đây, mình cứ thấy mình sanh về Việt Nam nha, thấy cái cảnh Việt Nam mà chết cái sanh Việt Nam đó là thú tướng. Thì hồi dạy không, để cho mình thấy là cái đó thuộc về cái cảnh giới thú tướng. Nó khác cái nghiệp tướng là như vậy. Nắm được không? Alo. Tức là giờ phút lâm chung nó có 3 cái nghiệp, nghiệp tướng, thú tướng, nó có 3 cái đó, ba cái loại đó nó sanh khởi, một trong 3 cái này là nó phải hiện khởi. Ví dụ như mình giờ chót mà thấy cái nghiệp mà nó hiện lên, như cái nghiệp mà nó làm cảnh cho mình, người sát sanh là người mà hay mà nó dốc nó xạo, nó khởi lên những cái ý tưởng đó, những cái lúc mà mình đang làm những việc đó, đó là nghiệp. Rồi nghiệp tướng nó sanh khởi là nó khởi lên ra qua có hình tướng luôn. Nó nhiều thấy cái mỏ nhọn ha.
Chó nói nhiều thấy mỏ nhậu quá giờ giờ chó nghe lấy cái nghiệp tướng nó đưa đi xuống làm quỷ mỏ nhọn quỷ mỏ nhọn đó. À, mà như vậy còn cái thú tướng là khác, cái sanh thú khác, sanh một cảnh giới khác mình cho vui xíu để xả động não chứ ha, để mà cái đầu. Rồi, do phước báo hôm nay nguyện cầu cho tất cả chúng ta sau khi học cái video pháp này, nguyện cầu cho tất cả luôn được năm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sớm có trí tuệ, thành tựu chánh trí, đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Rồi, mời MC. Ghê quá, Nhật Quỳnh dốt, Nhật Quỳnh hỏi cái rầy liền rồi trời. Thầy tốt đâu phải hỏi, người ta biết người ta đâu có hỏi, vậy đâu càng ai cũng biết hết đâu có hỏi phải không? Mà Nhật Quỳnh dốt nên Nhật Quỳnh phải hỏi. Nhật Quỳnh tri ân thầy rất là nhiều. Dạ, sa thú lành thai. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng tri ân thầy kinh đã giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy kinh và con cũng xin cung thỉnh đại đức pháp trang từ bi phúc chúc cho đạo tràng sau khi chúng con sám hối ạ. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Uttamange na vạn đề hằng ba đà phẳng sum và ruột tam mạng buốt thể do kali tâu đô sao buốt thâu cam tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân đức Phật là đặng chi tôn chi thánh, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quạnh đê hăng thẩm manh cha đức quý thăng hòa răng thẩm mê vô kha li tô độ sâu thẩm mô gặp mặt tù tăng mà măng con em hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo đa pháp học và pháp. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quạnh đê hăng sẵn khanh cha đưa vị thốt tam ăn sẵn khê dơ khá lý tổ đô sơ sẵn khô khăm mà tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thạnh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô y phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lễ cung thỉnh đại đức pháp trang từ bi chúc phúc cho đạo tràng. Con kính nhân quốc tính sư ạ. À. Na-ta-na-ta su-ke-ta ra-la-ha-po-ta-sa sa-ne-a-ho-ha su-ke-ta Ho-vi-sa-ha-sa-pi-hi-nya-ti-phi cầu xin tất cả thiện sinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo hoa. Cầu xin cho các thiện sinh khỏi bệnh hoạn, an vui cho mình và những người trong gia viên cả thảy. Pha qua tu sa tam an ca lan ra can tu sa ma de va tam cha pa pa ta no pa ve na sa da so ti pha van tu ti pha qua tu sa tam an ca lan ra can tu sa ma de va ta cha pa tam an no pa ve na sa da so ti pha van tu ti pha qua tu sa tam an
sa thu lành thai và đề quá ta san ti vi ha ba si ni thụ về kha rê bơ thi kha rê ta hình ta hình ta tham ma đa nê na pha quan tu vô chi ta so thình ca rộn tê thang vi ha ra man đa lê thể ra cha mắt cha na qua ca cha thích chọc kha vơ sa ra mi ca đa na ba tê u ba sa ca Gama cha đề sa ni gama cha ít sa ra sa pa na phụ ta su khi ta pha quan tu tê cha ra bu cha ye vi cha đa sam pha qua san se đa cha ta a tha bồ ba ma ti ca niu ya ni căng tham ma qua rằng ma tịch cha tê sa ba bi du kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi rằng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha phúc ca la sang go ho tu sa ma go và a tha cha cha he ta ya cha am he ra khất tu sát tham mô sát bệ bi tham ma cha đi nô buộc thành sam ba bồ này gia ma tham ma đi dắp ma về đi tề ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xa ngự yên hằng ngày ngự nơi đền tháp xưa nay những nơi biệt thật nơi cây bồ đề chúng con xin hỏi hợp về sẽ dùng pháp thi triện bề cũng dân rồi xin hậu đổ chư tăng cửa từ ẩn náo phước hằng hạ xa tỳ khu chẳng luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu thiền nam tín nữ công phu đều là thi chủ đồng phụ trợ nhân những người trong khắp thôn lân kiều cư châu quận được phần an khương chúng sanh muôn loại không lường đoạn thai thấp hóa khi nương pháp lành giải thoát pháp bảo nên hành đặng mà dứt khổ chuyện quanh đỏ đài cầu cho hưng thạnh lâu dài pháp thiện tri thức các ngài mở mang bậc tu sinh được bình an cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau đại thêm phẩm hạnh thanh cao những quả lợi ích kết mau kịp thì cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi xin cho cả thảy chúng con tăng hóa trong pháp Phật rồi giao truyền Nam Mô Bích Tha Giá. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con học về diệu pháp hôm nay đến với tất cả chư thiên hộ trì chính pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dân quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa diêm vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, chùa Pháp Quang, chùa Pháp Luân, chư thiên chung quanh nhà thầy kinh, nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền. Cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư trung đức phát thể khinh an, bồ đề tâm kiên cố, đạo quả sớm viên thành. Và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng điệu nhau cả thảy. Y đăng quân nhân nipanas sabat cha yo hồ túc. Y đăng quân nhân nipanas sabat cha yo hồ túc. Y đăng quân nhân nipanas sabat cha yo hồ túc. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, tri ân thầy kinh quý ngài đã quan lâm vào rum chứng minh cũng như giảng dạy di diệu pháp cho chúng con được học để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý ngài, đến với thầy kinh, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài thầy kinh được an vui trong đời sống phẩm hạnh tiến hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng kính pháp hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc thầy kinh thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành rơm Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu ngày mai quang lâm vào rơm theo giờ thượng lệ
là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rơm có nhiều điều sơ thất, con thành kính sám hối với Tam Bảo, thành kính sám hối với chư tôn đức, với thầy kinh, với quý bà, với cô tu nữ, với anh chị em đạo hữu hãy từ bi hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng cũng như Châu Nguyễn đã vào đạo tràng thính pháp, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc thầy kinh thuyết giảng. Một lần nữa con kính chúc quý ngài, kính chúc thầy kinh, kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui quá trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Buddhaya, nam mô Thammaya, nam mô Sanghaya. Dạ con kính chào tạm biệt đạo tràng. Con xin phép được xuống mít để trong ban điều hành chúng con để bài kệ kinh, sau đó chúng con cũng xin phép được khép cái room. Kính chào tạm biệt đạo tràng. Kandu sasananga, kandu lokarura, kandu nyatayora, kandu balinora, kandu nosada. Nguyện công đức vô giá, hồi hướng đến chư thiên thần tiên thần hộ pháp, nhiều oai đức thần lực từ khắp cả thần hoàn. Từ không giới thiên giới xin các ngài tùy hỷ, công đức đã thể hiện rồi hộ trì phật pháp, mãi soi sáng nhân thiên quân độ hướng thái bình, muôn người sống lạc nghiệp, mẹ cha và thầy tổ quyến thuộc cùng chúng sanh được hạnh phúc dài lâu, hiểu bình giúp khổ sầu, ngày ngày vui tu tập tinh tiến trong đạo màu, nhân tâm cầu giác ngộ. Đăng hoa tham ai buôn nhang na sa hoa ca gia hoa an hô tu a ca ca tê ca lê. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sanh làm đây, hãy là mối duyên lành để giúp khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.